ngày hôm qua có con tí nó gọi, nó tưởng đi với anh. Tí nào? Tưởng em đi với anh. Tí làm sao lo nè? Ủa sao rồi sao biết? Nó biết anh chưa làm cha đo mà. Rồi gọi anh hả? Nó anh đi mua đồ ăn. Cái anh gặp nó chạy ra rồi vậy mà em tưởng anh đi với Yên Quỳnh chứ kêu không. Mình mới vừa về. Nó kêu tưởng đi ra thì em tưởng em nói chuyện với kêu ủa sao em gọi phone chỉ cái gọi chỉ đâu có phone đâu. Nhưng mà nó cần cái gì? Không biết. Cần kiếm người yêu hả? Có chồng có vợ chưa? Trời, người ta có chồng có con rồi. Vậy hả? Ổng uống cà phê mà ổng không có biết vô. Ổng nhờ anh vô kêu giùm. Đó, cà phê nó nhiều loại lắm. Hello. Comment đây sai á. I want a green tea pepper tea though. What kind of pepper tea? Green tea. Uh-huh. The matcha green tea, what size? Lot. No sugar. No sweetness. Và anh nấu cái gì? Thấy cà phê đá xay nữa hả? Cà phê đá xay? Ờ. He want coffee cappuccino. Cappuccino? Ờ hả? Ờ. Cappuccino hả? Anh nấu gì? Ồ, tôi nấu nước... Bia hả? Bia. Rồi, hỏi anh là ai hả? Hỏi hả? Cái mạng mình quê ở bên đó. Mình ngoài ăn bên đó đó hả? Nói em gái tôi hỏi người nào tôi nói tàu dài bán như đang lại giờ mấy người mà xài cái đội này á đi máy bay hay là đi xe bớt đổ nó vô điện đội hết gạt cái mở lên bấm cái trời ơi do anh tại vì á ngồi xa quá không có nghe tiếng. Có hả bây giờ ông đòi đi làm và biết là người ta muốn hay không đó là quan trọng chứ còn phải má cũng nói má nói má tôi coi mạng rồi đó này nọ tôi lúc ban đầu tôi về có thể bây giờ tôi về đây tôi mới lạnh quá. Lạnh quá, lạnh luôn á. Trời ơi, mà tháng, bây giờ tháng 4 là mùa hè rồi mà coi sao còn lạnh trời. Gió. Có gió nó mới lạnh. Trời ơi. Có gió nó mới lạnh. Đi mặc 4-5 cái áo không? Ờ. Đúng rồi, bỏ 4-5 cái áo mình lạnh á. Cái rồi lạnh rồi. Chỉ biết tôi cũng như đời. Quay mặc áo nhiều chứ. Ê, hôm qua cái chỗ nó ủi chưa? Rồi tôi thấy rồi, nó ủi tầm luôn à. Nó chặt luôn rồi, cây cối ủi luôn đó thấy à. Rồi chỗ đó anh ngủ? Ngủ ngay khai quát này nè. Ờ. Đây nè. Chui vô lỗ, chui vô ngủ à. Đó ngủ với chui gì không nổi. Sao chui vô? Dễ đập nhà người ta thôi. Không phải, bây giờ thằng kia con đây rồi. Không, nữa làm ơn ngài. Ủa, thằng con ngài lại là.
không làm ở đây nữa à? Ông mà vô đừng nói, nó tự ông lên. Cái thằng chết một bồn đó. Ờ, đó là ban ngày à? Ừ, bây giờ là ban ngày đó. Ờ, mới tới thì nãy đó. Ủa vậy hả? Ừ. Anh là... Nó đổ ca rồi hả? Anh đổ ca à? Nó nói... Bây giờ thôi để đi ra phải lấy cái khăn chứ không ngon. Gió rồi, gió rồi, gió rồi, đâu rồi. Mình nhà ở Phi không? Nhà ở Phi. Thôi đừng bà nói trước là điện là phải mình phải trả. Thì bắt buộc. Ờ. À. Không biết sao vậy. Phải gọi cho người ta. Thế nào chứ lại người ta cũng muốn ăn ông quan trọng chứ không được nha, phải ký việc làm cho tôi. Ờ, mà bà mai á bà nói không được, tại vì sao bà làm ba mươi mấy năm đêm về đó, cái nghề này á là trả lương mà làm cứng quớ. Cái cứng quớ là khác, cứng quớ là anh làm nhiều, anh ăn nhiều, anh làm ít, anh ăn ít. Còn ai mà làm bao nhiêu? Ủa, ông nội sao tôi biết nghề đó? Chưa làm mà chưa làm lần nào sao tôi biết? Còn nói về tập quá chợ Việt Nam đi, thử qua tôi mới là hay đó. Thì chú Bình có kêu tôi qua đây là chợ cũng đó. Cái gì cũng đó làm. Tôi qua bảo chịu. Qua là ai vậy? Ra điện thoại người đẹp này khó gọi chứ có gì ra ở đường này quay tôi để trong bà già của bà nghe chứ. Thì đó có anh mà có ngồi anh à, bữa nay không có cây okay. Ngồi xích vô kéo phone kéo cái bàn này bỏ ra đi, anh ngồi xích vô đây nè. Anh nói nó gõ một chút, nói xa quá, nói nó không nghe được. Ủa còn bà già tôi đâu? Bà già tôi mất mẹ rồi. Thì tôi cũng mất rồi, bà gỗ thì mất. Tôi đâu có bà nuôi bà mẹ gì đâu. Tôi đó hồi anh đi ra ngoài ấy luôn nha. Ờ đi ra ngoài xe bếp hả? Ờ ha, bánh xe bếp luôn đi, tại vì em không có hồi em về cứu công em. Đây gì ai qua cũng 200 mấy. Rồi có kì chưa quên em nói hỏi thiện nha. Cái tiền chính phủ cho mình trong kỳ 1,2,600 bà già tôi không được. Chứ tôi có được lại đâu. Tự gì ông hô ốp lại. Ốp lại là xứng rồi. Ông khai thái gọi nhưng mà ta chưa cho thôi. Ta chưa cái sự lý thôi. Mà sao bà già bà nhận được 1,400 mà 600 với 1,200 bà nhận không được. Hai cái đó là phải trước. 1,400 này là cuối cùng. Cái 1,400 này mới cho là cuối cùng. Cái 1,200 là ai? 2,000 tôi cũng chưa có được nữa. Thì mình không biết sao. Hai ngày mình cũng chưa được. Anh có khai thế không? Không. Không có giấy đi làm tạm luôn hả? Bây giờ tôi muốn chết nè. Ê giờ hổ. Anh thường ta có tội giống như anh, ta có cái phật mít để đi làm mà anh không có luôn hả? Phải có giấy tờ mới được chứ. Lỡ anh có phải có cái thẻ đi làm tạm mỗi năm để khai đi đặt đổi lại á. Thằng em á vừa rồi á nó qua bên ai qua đường môi à, nó có dẫn tôi xuống, nó nói là phải quan trọng là lấy số tiền nó còn trước à. Rồi có cái này nó mới làm cái ID đi à. Tụi kia nó không chịu, nó nói anh mày chính tụi anh hết rồi, bây giờ hỏi nó thôi chứ tụi tao không có làm việc được.
chừng nào nó đưa qua của Mỹ, chỗ của em mà Mỹ không có làm được cái gì hết, nhưng em đừng làm tội đâu. Chị cũng quay cái thằng Mỹ đen ở Atlanta, phải không? Nhiều lắm, nhiều người chụp sắp lắm. Anh em mà dính vô anh em rồi là xong. Có trừ chị trúng giấy số, chị muốn được sư dỗ. Nè, chị chưa biết là ông không? Ông biết thằng 90 chắc là lúc đó chị chưa qua. Nó giết vợ nó mà nó trắng án rồi. Đập. Hả? Chị mày chắc chị lúc đó chị chưa qua. Nó tìm ạ. Trời ơi. Nó giống như cái phố này. Thấy không? Mới giết vợ nó, nó trắng ngang. Lạnh quá phải không? Lại uống cái đó. Lạnh quá. Lạnh quá. Uống vô ra nó lạnh quá. Đúng rồi. Trời ơi. Sao con quậy ông hút này cũng được, tôi ăn keo quậy cũng được. Tôi ngủ ngay chỗ ấy đó. Mấy người đi kiếm. Mấy ngày nay không có lạnh dữ. Mà sao bữa nay gió nhiều. Sao lạnh. Không, gió. Gió thôi. Gió nó mới lạnh. Còn sáng tôi ngồi tôi muốn cố ý là kiếm chị đó mà không ngờ chắc không phải là đi sai không đâu, không xa đâu đâu có cặp bạn đâu không có bạn à nghèo nghèo với chừng nào đói mới chơi với quên nữa ông ấy ông nói từng ngày hôm qua mà không biết sao không ông thú hả thú hả tên gì Tim Phú gì đó. Ông nóng qua hả? Nói có lẽ từng ngày hôm qua kiếm tôi. Kiếm qua cái chắc là ông đi làm đọc. Qua là. Không mà nói thiệt chứ không là. Ông coi cái video mà tôi giới thiệu ông đi làm không? Ông coi với bà coi video á, bà cười quá trời. Mới ba coi hả? Không. Cái mạng của Quỳnh đưa lên á. Ở má tôi em tôi nói nếu mà không có nói. Đó lập tay ông đầu ơi. Mặt nạ hả? Ừ. Chỗ này, ở trên đó kìa, có được. Không. Uống cái gì vậy? Uống lạc. Lạnh. Lạnh quá. Không, nó muốn trời. Mặt ông bận quá mẹ, bò bò đau áo. Còn con mẹ tôi bận nó cái áo rồi, ông lạnh ông nội. Anh kiếm ba rồi vậy? Trời ơi. Mấy mày cứ làm con còn lấy thang, nó còn chụp rồi nè. Nếu mà nó còn lấy sao nó còn chồng rồi nó còn lại còn lưng nữa à. Cái chồng để không lấy áo lạnh không? Lại chồng có xe không á, không biết giờ còn không. Gió mình ngồi. Thấy được chứ không? Tao cái áo lạnh lắm bà. Đúng không? Ừ. Đúng hả? Ừ. Lấy cho nó lạnh. Mình ngồi á, tự nhiên mình ngồi mình không đi tới đi lui. Ừ. Gió nó thổi, đó, giờ gió nó thổi. Mình mới lạnh chứ còn đi tới đi lui mà đó là con mà lạnh cái này không mà tôi về lạnh luôn tôi phải làm luôn á ông nội. Ôi có mẹ gió bay ông nội thì đó gió nó thổi chứ trời đâu có lạnh luôn gió thôi. Sao bớt? 9 giờ tối này. Sáng mai tới rồi. Kiểu 9 giờ này ông sớm quá. Ra ngoài đó đâu có gì đâu. Ở đây chơi vòng vòng rồi. Sao bớt đi được mà. Sao bớt đi được. Sao bớt nằm như đi trước đó bấm cái là ngay chỗ luôn. Ngay chỗ luôn. Trời ơi. Hai đồng bạc bao nhiêu? Có hai đồng bạc. Điều đó là ông phải đi trước. Như sáu giờ đề ba đó ở đó có tiệm bán đồ ăn đồ đấy đầy đủ hết mà ông bia thôi trời ơi ngay gần đó mà đông thằng luôn rồi trời ơi chọc sợ đi trời đâu có lạnh đều có gió không có gió lạnh rồi cố này vô
tới đi lui rồi nó lạnh chứ trời đâu có lạnh. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, nó lạnh đó, mình run thôi. Trời không có lạnh, trời không có lạnh. Bây giờ đâu hỏi không, ông ngủ có nhà ở cửa, còn tôi ngủ ở ngoài đằng kia đó. Bây giờ, tới chung bà già. Ở bển đi. Không có gì ra được. Không ra thì nhà tôi. Chứ chị nói gì làm gì nói. Không có tại vì nhà mấy cái tư của em mấy cô bà già đó. Ông nó ở bên đó cũng giữ mạng của chị đó. Nó nói đầu tiên đứa con gái mà bây giờ đi làm họ nó thì nó đưa ông con cái này. Cái này là ai đây? Cái mạng này mạng thân mình chứ nữa tao có tao biết cho tụi nó cái vụ nó sai. Cái vụ nó sai. Cái vụ nó sai. Ông ngủ chỗ ông bận ba áo còn mẹ người ta là con cái không lạnh. Có lại với lạ đó. Dạ ông ngủ trong hotel rồi tôi ngủ ngoài đường đường nào lạnh người nào không lạnh. Ở cái hotel đó anh thuê nhiều người ta. Nó rẻ hả? Rẻ hơn đây phải không? Rẻ nhiều. Nhiều. Ở nhiều hôm đi bướng vào 4 đêm mà hết 600 mấy gần 700 đó. Rồi đó cái chỗ anh thì nhiều đêm. Cho anh có 2 đêm. Nhiêu tiền? 2 ngày 2 đêm. Là nhiêu tiền? 300 mấy. Thế má vô được 300 mấy. Mắc vậy? Hả? 2 ngày 2 đêm làm gì 300 mấy? 75 đồng. Thế má vô nữa. 100 mấy? Vậy là 100 mấy 2 đêm chứ? Đâu? Một đêm, nó tính là tính 1 ngày 1 đêm là 75 đồng. Thì ngày 1 đêm 75 đồng. Đó, 2 ngày 2 đêm là 300 mấy hả? Tùy theo hotel tiêu. Nhưng mà cái hotel đó nó cũ mà nó là cái cũ mà giá mắc nó thế cao. Ừ, thế cao lắm. Cái hotel gì đâu mà nó giống như là cái nhà trọ của ông trời. À hãy vì gì vừa mình mua 600 mấy 700 đó. Đó là cái chỗ người ta chỗ kia cho đã. Ai mà đi vô qua cầu hầm được nó đâu cho. Rồi, nhưng mà thí dụ anh nói là cái chỗ đó nó phải rẻ hơn cái chỗ rồi. Ừ, ý nó rẻ mà cũng không có rẻ đâu. Ừ, anh trả tiền rồi. Ông với tôi bây giờ chuẩn bị thằng nào cũng xuống lỗ rồi nữa. Rồi thằng nào xuống lỗ cũng lạ. Trước sau thôi. Trước sau thôi. Rồi xuống lỗ thì mẹ lúc đó nó thiêu thằng cho mẹ rồi. Về với cắt bụi. Về thằng cắt bụi rồi. Không mà, dù anh biết không? Ờ, hôm mình ngày hôm qua lúc anh chở anh về cái gì? Cái anh xuống dưới đây nè. Rồi xuống đây cái còn ai? Đâu, xuống đây không gặp. Xuống anh kéo vô cái xăng. Anh đi luôn đó cái con nó mờ ở cái xăng á. Đi với nó thì xuống dưới chùa. Ủa con đó nó cũng đi chùa hả? Nó Phật giáo mà. Nó là người gì? Nó người Kinh. Nó là người Mỹ hả? Người Mỹ. Người nó thờ Phật. Ừ. Ờ, cậu á, người Mỹ cũng có người sang thờ Phật hả? Ờ. Rồi sao? Nó kêu mà đi với tao không kêu đi làm gì kêu đi xuống dưới chùa để lấy hũ cốt rải ra biển. Tại nó 3 năm rồi. Chồng nó là ba mẹ nó luôn. Giờ ngày đi nó đâu có là ngày nó đi ra ngoài biển đó. Bước cái tàu đi mình đi chúng không tao không có đi được để đi để cho xuống biển á trở về với biển trở về với các cụ tại ở chùa nó chứa cốt nhiều quá nó không có chỗ đó nên thầy kêu rồi cuối cùng anh ra ngoài đó ở đó là có hãng thịt không thịt bò không ao vô đèn bò đô gì đó hãng heo hãng heo nhưng mà phải có giấy tờ hãng bò thì bị dân chúng thưa bây giờ nó mua hai ô qua tự nhiên nó có hai cái ô qua cái điều môi là cái chỗ má tôi ở
Còn cái Iowa là cách nếu mình đi xe của mình á thì cả tiếng đồng hồ là tới rồi. Nó thưa, dân chúng nó thưa, nó không hãng bò nó phải mua liền, hãng heo thì còn, mẹ đó là tụi mãi không à, mãi làm nhiều. Bên đó có thể chứ, kiểu này mà tôi ngồi kiểu này á, ấm luôn. Má nó lạnh, nó lạnh, má ơi nhìn không ra luôn. Nhìn ra luôn. Bây giờ thấy bà già mà cho thấy mỗi mà cho tháng tư rồi là mua gió mùa hè rồi mà không lạnh. Gió nó thổi như vậy mới là lạnh, gió thổi như vậy mới là lạnh. Chứ là năm ngoái đâu có gì vậy đâu. Bây giờ tôi quay tôi và thả con, thả bây giờ con nó thì con chưa chịu lấy vợ nhớ rồi. Nếu mà tụi các như tôi á, nói với tôi á, nói với tôi là hai tuổi ba tuổi rồi, mấy cái con trai của ả, con gái rồi có chồng có con hết rồi. Tôi không có muốn này có gì làm mà tôi ở bên đó thì không có gì hết rồi. Chẳng cái làm cái gì mà tôi ngồi xuống tâm bãi rồi. Có là bạo phúc chưa? Chuyện nào không có qua em mà tôi biết em có gọi bạo, em có gọi điện thoại cho em, không nói là điện thoại của mày thôi. Rồi chừng nào nãy mà gọi cái số nào để mà trả bill, biết trả bill được. Cái điện thoại của anh là điện thoại gì, iPhone hả? iPhone là sao? Bắp. Rồi vậy sao có mạng được? Vậy đâu có còn mạng đâu, tụi đâu có thích mạng đâu. Trời ơi, cái điện thoại đó là sao không có cái iPhone, có gì đâu, có internet nữa. Ê, không biết chữ đó gì bấm. Mấy người cũng được ghé xui. Làm gì hết trời. No, không muốn giật điện thoại. Không. Ba người ngư có chữ còn đỡ, mà người không có chữ luôn mà khó. Đây không có chữ rồi nó không có chữ. Cái gì đâu phải sợ. Trời không có chữ rồi, ông kêu tao, ông kêu tôi giới thiệu đi làm hả? Mẹ lỡ kêu là Hà Lan dùng gà đâu, mẹ ông không biết lấy gì chỉnh ông nội. Đi làm. Cái gì ram là anh phải chỉnh hả? Phải chỉnh chứ mấy, cái cán chạy vô chứ. Nó cái nó đứng là mình không biết chữ nghĩa sao được. Họ nói cái gì mình phải hiểu chứ, họ nói mà mình không hiểu cũng như không. Rồi. Là rồi nửa đêm rồi hôm rồi mà nó kẹo nó cám nó không có vô chuồng gà đâu lấy ăn. Nó phải biết chữ đọc chứ. Rồi sao chứ? Anh đi làm rồi sao vậy? Đi sửa tàu rồi sao? 15 tây tháng 5 chồng chị cũng vậy thôi. Thì thôi chờ 15 tây tháng 5 đi biển không? Ôi, đi tôm hay là đi cua? Thôi, cua tôi cũng đi luôn. Cua sợ luôn. Cua đi một ngày nghỉ là nghỉ tuần đó hả? Cua sợ kẹt có sao vậy mà con sớm đi. Cô không có làm bao giờ đâu mà tôi làm. Cái gì ông đã qua rồi ông mới biết được. Vì không mẹ đi ấp sau mẹ đi. Không tử ấp sau dễ lắm mà. Ấp sau ông chỉ ra cổng, ông chỉ cầm bò chiều tao. Chiều cả mẹ bốn. Tao 4 giờ mẹ ông chỉ cầm cái bò ông thổ cát ông, thôi xuống biển thôi. Ông nói chuyện như ông giống ông như ông giải bơ thôi. Chứ ông là đâu phải là tại sao đâu mà ấp sau là phải đăng ký mà apply mà ông sao ai apply chả đâu đâu khỏi cần apply mà có người đường nam mới làm cho nó điều đơn giản. Điều đơn ổn rồi là lộn đi thôi. Là ở dưới đó đó nó có chuyện người điện cho mình. Ờ có người điện đơn cho mình. Xuống dưới mình đăng ký thôi. Xuống đăng ký thôi. Thôi đi làm cái đi. Trời ơi, chuyện cũng khó thôi anh hai.
ngoài đường chạy hoài đó hả? Đúng rồi, thì có từ Việt Nam nó giới thiệu cho. Chưa làm mùa này từ tháng 4 nè, đang đó sao làm tới tháng 11 là nghỉ à. Là có mấy tháng thôi, tháng 11 là nghỉ rồi. Dạ ông đồng, ông trồn nữa. Bà ông đang là dòng khoan, ông là gì? Ông ở Mạch Xây là cái khu Mạch Xây là tôi biết điều đó. Ông chưa ở Mạch Xây. Mạch Xây tôi cũng mà lần đầu tôi qua Mạch Xây tôi thấy là đã ghê rồi. Người đẹp rồi, người đẹp của người kìa. Người đẹp đây nè, nói là biết người nào chứ. Người đẹp của người đó. Má tôi thấy tôi quải rồi đó. Má tôi thấy tôi quải rồi đó. Chị biết người nào chứ. Làm vai bà đó cho ổng, không thấy ổng sợ. Thì cái bọc của bà chạy lấy người đó, bà xa xa. Đó mà là người đó sợ đẹp lên tắm giữa. Nói chú đàn ông đó nãy chứ. Cá sữa sọng đây đúng không? Rồi đi. Đi đưa ông Bồng ra ngoài kia. Em phải đi về bước con em nữa. Ôi chẳng gì đưa ổng. Mấy giờ lên xe bus? 9 giờ 7 giờ xe bus còn chạy. Ông lấy xe bus đi xuống ngay chỗ luôn. Ờ lấy xe bus chạy cần chỉ chỗ. Về tôi lấy đồ tôi bỏ vô vô cái xăng là tôi đi chơi tôi đi chơi hùng vòng rồi ở đây hả ở đây ở đây anh tại vì chở xe bớt ngày từ cái ông biết mấy giờ mấy giờ bảy giờ ông lấy xe bớt chúng nó là dư sức hai đồng bạc ở đây chạy lớn hai đồng á ở dọc qua bên đó thao có hai đồng á trời đủ gì đâu vậy thôi đi xe bớt ra ngoài đó đi ở tổng đồng á hai đầu rồi. Mất công người đẹp lê khổ. Ở khi lâu lâu ra ngoài bờ hồ đi câu cá ra rồi đó câu cá có hai đồng bạc. Mua ở vô có mạc mua có lên sành có mấy chục bạc rồi đi câu cá. Câu cá là giờ chỗ đâu đâu? Hả? Câu cá đem về bán cho mấy người nhà hàng á. Hoặc là quê ai đó rồi. Ừ, khi mình đi là mình bán mình cho cái cần câu cho Hiện đó. Hiện hả? Ừ. Vì ổng đó, ổng đòi xin cái cần câu. Ổng Hiện hả? Ừ. Ổng kêu không dù mày đi đâu mày cho tao cần câu để tao câu cá. Kêu đi làm ở dưới đó đi, tại vì ở chỗ này á xưởng hàng xưởng rồi nó đâu có nhiều đâu, ở chỗ đó người ta có chỗ cho ngủ luôn, ở luôn không chịu. Làm từ từ mình không quen, mình quen thì mình làm cho tiền thôi. Tôi nói chị nè, cái chuyện là ok trả tôi 100 hay là 90 gì tôi làm, mà làm cái quốc tôi không có làm nghề đó thôi thì tôi làm không được rồi. Sao phải được rồi? Cái chuyện gì tôi nói ngày mai bạn cũng nói tôi phải làm nghề đó 30 mấy năm. Ai có gì hỗ trợ một tuần nó thú ông qua rồi ông chở ông vòng về anh là mai làm là ông ở bảo không ở bên đó ông cũng không có cho thầy xin việc làm được, tại ông thầy không có giấy tờ, ông không có giấy tờ không có việc làm được, hiểu không? Không biết ở đó có làm biển không à? Biển có ở lên mai có biển ờ không có gì ở đó không có không có đường thờ ông này hả chồng đi sao nhớ hả? Nhớ chứ lâu quá chập lâu ờ lâu tung máy nè ông muốn đọc thì tôi phải coi á ông lên dốc rồi nè dốc cái gì đâu còn lưu đây nè ông nội. Này số ổng này 251 4653 đúng không? Mẹ nó có lưu đàng hoàng rồi đó, ông đó nha, ông lưu cũng gọi ổng á. Ngày tới 7 giờ, ổng có 2 ngày đó ổng thôi. Ngày thường ổng gọi là ổng được đâu. Rồi, được, nhưng mà gọi phải sau 6 giờ chiều. Ờ thì 6 giờ gọi ổng được ổng luôn á. Vậy hả? 8 giờ mới gọi ổng được. Đúng, đồng số là đúng rồi. Dạ. Anh Kho rồi có đi lại nhà ở nữa không hay ở đây? Ê. Ở
đây. Mưa là mưa phụ đời cho cái ăn. Nhưng mà ở đó mà mưa rồi sao? Mưa nó tàn mưa thì chạy. Chạy đâu? Chạy đó. Chạy vô đó. Chạy ngay chỗ đâu? Thế đó, ra cho ngủ thôi. Rồi bắt đầu hết rồi phải không? Hả? Bắt đầu hết rồi không? Đâu đâu đâu. Còn không? Còn cái đó, bữa tôi thấy ông đi lâu quá rồi cái đồ cái gì cái túi ngủ hình như là ta lấy rồi phải không? Lấy gì? Cái đám nó ủi hết rồi. Đám thì nó lấy chứ. Nó ủi hết rồi. Ủi nó ủi hết, nó lấy hết dục cái xe chứ. Cây cối nó dục lên xe luôn mà. À đó mẹ vô ngay chỗ. Mưa vô đây khỏe gì đâu. Tùy theo nó tạt. Nó tạt nữa. Hướng nào. Ừ. Mà cái hướng này nó tạt mà hướng trong kia nó không có tạt kìa. Rồi bữa nay chịu qua bên chợ này làm không? Nếu người giúp tôi nói thẳng, có ông Hùng ở đây, tôi không có nhà nữa. Nếu làm vô lòng thánh, bây giờ tôi không có nhà nữa. Rồi thì làm có tiền thì đi thuê thôi, thuê phòng thôi, xe phòng. Xe phòng vậy, mắc lắm á. Không, không có mắc, nhưng mà khó, người ta có cho ông vô thôi. Không, mà xe phòng thì cho. Xe phòng cho. Anh có quen ai không? Có. Ai? Ông Hùng, ông Hiền á? Không, Hiền để làm gì? Nhà đây đây, đây nè. Đây hả? Có cho xe phòng nè. Người Việt Nam mình luôn. Có số phone đâu? Có không, anh bỏ lâu rồi, anh không có lấy số phone. Cho xe phòng luôn. Cho xe phòng có 350 một tháng à. Khỏe không chết. Bao điện bao nước thì chưa quên có rồi. Thì với lại tôi làm, tôi rất cảm ơn. Mà làm tôi phải tắm rửa. Thì đó, nếu mà đi xe phòng. Sao là tôi đi? Bởi vì mới nói anh đi làm trước, có tiền là đi xe phòng được. Bây giờ không có làm, không có tiền lấy gì xe phòng. Mai nó thật sự đó. Hôm bữa anh lấy được 1,000 rồi, còn không? Rồi, ai thấy rồi ạ? Từng thấy rồi ạ? Trời ơi. Trời ơi, ngàn tôi thấy rồi. Ông xài sao ghê vậy? Người ta lấy địa chỉ, người ta cũng phải cảm ơn cảm báo chứ. Nó cho hết cảm báo bao nhiêu? Lại cho ông ta hơn cho bà có 200 là tối đa rồi. Ly cà phê này có 5 đồng à, ông uống cả mấy ly vậy? 100 ly vậy? Mấy người đó chưa biết rồi. Sao không biết? Trời ơi. Thì lúc mà mình khổ thì tính theo lúc bỏ khổ thì phải dính chút chút. Lúc nào mà thì chậm gãi thì tính sao? Lúc mình khổ, có người giúp đỡ. Cảm ơn. Giống như tôi về đây. Bây giờ đây thì bây giờ mưa thì giờ thì ông phải đi làm kiếm tiền ông xe phòng giờ hỏi gì ông bước vô nhà ta mà ông không đưa tiền phòng cho ta rồi cái mà người ta đi ở cái đó đương nhiên à. Nhưng mà không có nhà chỗ này đi qua chợ ông khánh xe ông chạy xe đạp qua cầu Hầm cũng được đi qua được không qua được hả qua được nó chưa mình chờ mình vô mấy bạn rồi tôi muốn mua đồ ở đó rồi. Đi đi gì qua đi xe buýt qua hả? À, đi bộ. Đi xe buýt qua. Bữa thử. Bữa thử là nó còn có nhà người đó mà em giờ em thấy cái bạn cũng còn cần mà. Tôi muốn là có kiếm chỗ tắm rửa. Nó nói rồi khi nào mình có tiền á thì sẽ có chỗ tắm rửa thôi. Thì 350 tháng 350-400 nghìn tùy theo mục tiêu với chủ nhà ai cũng vậy. Tôi ở mặt xây có nhà cửa là hoàn toàn tiêu nhà đóng ở trong phòng của tôi luôn. Vì tôi không muốn nói, tôi nói ra để chị Quỳnh tin ở đó rồi. Tống về tôi không có sợ đâu. Thà là tôi ở ngoài đường. Tôi không nói dốc, nói xạo cái gì. Mình làm sao lương tâm của mình thôi. Bây giờ thì ông ấy, bây giờ trước mắt ông đó, ông đi làm có tiền là mua nhà ở. Làm cái được. Thì bắt buộc. Mà bây giờ ông đi làm nào mà còn khi mà gửi tiền về cho gia đình giữ nè, khi mà
giờ lỡ có về Việt Nam á là có tiền để xong. Ở Hồng Kông còn nói là cho nó gửi là thăm em. Nếu ông là, nếu ông làm để sanh được không có gì vui lâu sợ ba không quỷ đó. Có ngày cứ học sợ. Hỏi ông Lâm, ông không có tiền ông Lâm, ông sống ngoài đường nữa à? Nha, bây giờ sống ngoài đường thì ở ngoài đường chứ sống ở đâu? Không, à, giờ Việt Nam không có anh em. Bây giờ ông á, bây giờ ông, bây giờ như ông á, dù mình hay là ông đi giúp đỡ ông này đó. Nếu ông ngủ chung với tôi chỗ nào, bây giờ nó nghĩ nó ủi rồi đó. Bây giờ ông nghĩ cảm giác ông như thế nào? Thì cũng như ông thôi. Thì cũng như ông thôi. Chứ khác khác như nào đâu. Mà tôi còn đi làm được. Còn có mà tôi lúc vô kia tôi ngủ. Không có ra đây ngủ. Bây giờ nó chỗ kia nó đâu còn rửa xe ở đâu giờ. Đang kia nó lấy chìa khóa vô rồi ngủ thôi. Tôi nói bây giờ ông đừng đi là về đây làm giấy tờ thế nào. Chị Quỳnh giúp đỡ không? Cảm ơn. Lo được thì lo. Tuổi với ông tôi biết ông lớn hơn tôi nhiều. Không bao nhiêu, 5-6 tuổi thôi. Với ông có lớn tôi bao nhiêu tuổi rồi. Thôi. Ông nói ông sinh năm 72 mà ông nói 72 tuổi là tính thiệt á. Ông 72 tuổi, lúc mà ông mới là ông lần đầu tiên ông nói ông sinh năm 72, ông tưởng ông 72 tuổi thiệt á. Già như vậy. Trời ơi. 72 tuổi ai muốn. Nó chọc quay quá. Ai biết ông ơi, Quỳnh nói là tôi biết tôi lần đầu tiên tôi ở biển, tôi đâu có về đây tôi biết. Má của tôi là bà nuôi, bà già nuôi ai qua trường môn bây giờ đó. Có làm giấy tờ, tôi sanh 70, mấy thằng kế nó 73, thằng đó thì nó không có đổi, 30 đổi lại giấy tờ, đổi lại 72. Biết rồi, nhưng mà lý do tại sao anh già dữ vậy, già trước tuổi vậy? Già luôn. Anh học sinh năm mấy? 68 thưa, tao lên từ thằng đó, đâu có đâu. Hả? Ừ, đâu có đổi đâu. Xem với anh luôn á. Dạ, vậy đó. À, không có ở bà già thì ở đây làm. Ở đây rồi không phải đi làm. Ở đâu cũng phải làm chứ. Bác buồn ở đâu cũng phải đi làm. Ừ. Mà đi làm chứ bắt ông phải làm chứ mà ông muốn mướn nhà được thì ông mướn nhà được. Bây giờ hả trong cũng buồn đó, không có tiền rồi đó, sao mướn nhà. Vậy đâu. Tôi về mà xây á. Chứ trai gì cũng có nhà ở. Có nhà ở mà làm đâu? Làm đâu? Hả? Đi biển. Sao không đi? Muốn đi biển thì làm đi. Để bữa nào ông qua đó đi. Ôi tôi không dám qua đó đâu. Không qua đâu sợ. Một lần thôi, không có lần thứ hai đâu ông. Má tôi sợ lắm rồi. Sao sợ? Ừ. Ông tôi thấy mẹ, người mà nào có nhà mà ra đang ngồi cỏ mà ngủ rồi biết rồi đó, ông sợ rồi đó. Ai nó sống ai cũng muốn tròn vẹn chứ đâu có ai muốn đẩy người ta khi dễ. Không mình không phải là khi dễ người ta mà cái đó là thật sự. Ai có nhà ở mà đâu mình ở bên đó đường. Do chỉ chọn người ta giúp rất là nhiều. Ừ. Không có chịu ấy. Giờ bỏ tay rồi. Mà nói bây giờ tôi sao cũng về nhà ở không? Tại sao không về nhà ở? Ở cái cửa ốc là một đuổi bây giờ tại vì không có đi làm không có tiền. Không, mình ở thì rồi mình đi làm, rồi mình kiếm việc làm, cứ hỏi. Chứ hỏi bây giờ ông ở ngoài đường này, bây giờ thấy nửa đêm gió lạnh là khở khi trời nằm ở ngoài đường nào. Ở ngoài đây ai biết ông như thế nào đâu. Ông nội, ông giả đời tôi hả? Ông bây giờ có việc làm, hồi đó ông không có việc làm. Ông nghĩ thế nào? Ông cũng đứng ngoài bên sân. Hả? Mấy giờ? Nhưng mà ta có cơ hội là ta nắm bắt liền. Còn anh có cơ hội anh không biết nắm bắt. Thôi từ từ. Cái chuyện đó là chuyện của tôi. Mỗi người mỗi ý. Anh rồi sao mà anh bây giờ anh về nhà không đi gọi đi làm và trả tiền nhà hàng tháng cho bà? Ơi không cũng được. Hả? Nhà bà ra chợ gần không? Xa hả? Ra chợ xa hả? Thì lên xe máy cũng được vậy.
có thì nó làm chi? Không có. Có ta hả? Xe bớt ra đây tôi đi bao nhiêu tôi cũng biết hết rồi. Cũng đâu có thuận đường đâu, cũng đâu có đi đường đó rồi sao mà đi cho lốt. Không tìm đường. Nó ở đây á, nếu mà đi Đồng Khánh lấy số 2. Chú Đồng Khánh được. Mình đi về cũng lấy số 2 về. Còn bên này là số 3. Ở đây có hai xe bớt. Đường này và đường này. Mà 9:45. Ông 9:45 đó còn xe bế đâu. 9:45 là tối hả? Tối rồi. Nhưng mà ông làm vợ đâu để tối như vậy, ta phải là 7:00, 8:00 ta đóng rồi. Còn 8:00 là ông ở chờ mà chờ xe bếp rồi cũng tiếng máy hồi là lúc đó đâu còn xe bếp đâu. Thì ông phải hiểu cho tôi lúc đó đâu còn xe bếp đâu, nó chạy trên đường tính trên từ cái đường từ cái trạm này tới cái trạm ở Đào Thao là một tiếng, đã đúng một tiếng rồi đó là nó ngưng, anh hiểu không? Chứ không phải là nó mới chạy qua nó chạy về lại rồi không có liền đâu. Ngồi chờ nó hả, 45 phút mới 1 tiếng hồ á. Mà mình khó mặt nó, mình chờ nó chứ nó không chờ mình đâu. Cái gì rồi nó đâu chờ qua. Thì chú quên rồi, chú nói rồi. Không biết chị Lan thật lòng tôi cũng quên rồi. Má của tôi về rồi. Bây giờ mà về đó. Bây giờ là má rồi. Hôm trước là nói là tôi về tôi sẽ xử. Ông đi về quả là tôi sợ. Tôi không biết là ông về quả, tôi nghe mà nói ông về quả là tôi sợ đấy. Không, nói vậy. Lúc tôi về, tôi đối xử bà hồi tệ. Và tôi thấy bà đối xử với tôi. Chắc dài dữ lắm hả? Vậy mà dài dữ lắm, hồi hay lắm. Nhìn cái mặt ông sao là mặt má ông vậy? Là ông bấy hai tuổi mà. Trời ơi ông là thôi thật không lại luôn. Đó, má tôi đã nói là chụp giấy tờ. Nếu mà không đổi giấy tờ con bây giờ là 53, 54 tuổi. Tại vì con đổi giấy tờ bây giờ con mới là 72. Dạ thâu rồi thâu, mà không biết có xài được không? Nó gió ù ù thì á không, có lẽ tôi vừa tôi thấy bà tôi chịu chưa bó tay hả? Bây giờ tôi là bó tay rồi. Mấy đứa em tôi á, nó đâu có tệ lòng tôi bia tôi lá rồi lâu lắm. Ngày nay tới nay đi rồi sáng mai tới 8:15 là có mặt ở đó. Anh là bây giờ anh đi về bên kia anh lấy ấy hả? Anh lấy quần áo hả? Hay là anh về đó anh về kia anh lấy áo quần lên trả phòng cho người ta chứ. Rồi, chứ còn đi. Nếu mà không trả phòng cho người ta là nó tính tiền thêm. Về đi. Tại vì á em có đi về cũng muốn hả? Muốn thì giống. Giờ đó hả? Ừ. Cái xăng đi. Giờ cái xăng đi rồi em chở ổng gom đồ ra đó ngủ với anh. Bà ổng vậy. Đi ra ngủ ông nọ bà nọ. Ra ghé vô cái xăng nói chuyện với đại nà. Ngủ đó. Cái bạn đó. Cái bạn màu vàng vàng hả? Ừ. Lặn chung quanh đó, rồi xe đó. Rồi sao có cái gỗ sao không đục vô chui vô đó ông nằm. Ê, nếu mà tôi đụng tôi không coi đó. Nó đụng được mặt sao đây á. Ông mà đụng vô lần, nó qua đây qua đó, nó không có nói gì đâu. Nó sợ ông bội vô nhiều quá sợ thôi.
Anh Hùng, anh ở đâu? Anh đi qua đây. Anh qua bên bên đây rồi. Qua bên đâu? Qua bên đó rồi. Ủa? Và anh không qua đây lấy cái ấy sao? Không lấy tiền sao? À, mời anh. Em tính tiền ca đưa cho anh 30 nữa mà anh không có, anh đã về hả? Hả? Ok vậy thôi, đi về đi vậy ha. Em đi ra em kiếm anh cái chỗ ông Khôi nè, đem cháo ra cho ổng rồi xong rồi tính đưa cho anh ba thêm 30 nữa mà anh đi qua bển rồi. Em hỏi anh đi hồi ấy mấy giờ anh mới đi, anh nói 7 giờ anh mới đi mà nói vậy. Thì sợ không có xe bếp đó nên là anh đi sớm đó. Ok vậy thôi đi về đi chị ha, ba ha. Giờ ông đi qua xe bếp mà. Ok. Chưa có lên xe đâu. Không, ông kệ ông đi, ông qua bên trà bán là thôi. Ok em ba nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn cảm thấy thích, vui lòng bấm like, share and subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại next video.